một cổ phiếu mà nó đã tăng giá 40% trong vòng 5 tháng vừa qua, thì liệu rằng đây có phải là một thương vụ đầu tư để đợi cho mình hay không, hay là giá cổ phiếu của nó đang mắc? Và xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh của mình. Dành cho bạn nào lần đầu tiên ghé xem kênh của mình thì đây là kênh mà mình chia sẻ về kinh nghiệm kiếm tiền và du lịch. Một lần nữa xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay thì mình cũng lại nói về mã cổ phiếu SJC, vì mình thấy còn có nhiều điểm mà mình chưa nói, và sau khi mà mình phân tích ra thì mình cũng thấy là nó cũng có rất là nhiều điều hay hay, và mình cũng muốn chia sẻ lại với các bạn trong video ngắn ngày hôm nay. Thì hôm nay thì cái giá của nó cũng lưỡng lự quanh vùng là 29-30 ngàn trên một cổ phiếu, và mình thấy rằng khi mà cái thanh khoản như vậy thì giá giảm thì không ai muốn bán cả, tại vì rất là ít người có lời đối với mã cổ phiếu này. Nhưng mà khi mà giá mà nó tăng á, thì mình thấy là thanh khoản nó cũng tăng. Thì hôm nay mình sẽ phân tích một tí xíu một số quan điểm về cái mã cổ phiếu này. Thì mình có lên cái biểu đồ này và mình nhìn thì mình thấy nó có một số cái sự thay đổi. Ở đây á, bạn sẽ thấy là cái màu đất sét này nó giảm nhiều. Thì mình cũng đã chia sẻ trong rất là nhiều trong các video trước rồi. Đây là cái cục tài sản dở dang dài hạn, và nó đã chuyển qua cái hàng tồn kho, là cái cục màu vàng này, là 1.300 tỷ hàng tồn kho, là cái cục màu vàng này thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái cục màu đỏ này, là nó tăng gấp đôi so với quý trước. Cái cục màu đỏ này đó chính là tài sản cố định. Và cái thứ ba mà mình muốn nhắc ở đây đó chính là cái cục màu tím này, là bất động sản đầu tư. Nó đã tăng rất là nhiều so với quý trước. Và bây giờ mình sẽ bóc tách ba cái. Cái thứ nhất là cái màu vàng là hàng tồn kho, cái thứ hai là cái tài sản cố định, coi là nó tăng cái gì, và cái thứ ba là nó bất động sản đầu tư của nó là gồm những cái gì và nó mua ở giá bao nhiêu. Cái đầu tiên á, là cái hàng tồn kho. Thì như các video trước á, mình đã phân tích á, thì cái hàng tồn kho này chủ yếu á, là nó là dự án khu đô thị Châu Đức. Và đây mình nghĩ là cái bông hoa mà đẹp nhất của Sona Deji Châu Đức trong năm nay và năm sau, nó sẽ đến doanh thu chính, không phải là cho thuê bất động sản khu công nghiệp nữa, mà nó sẽ trở thành một công ty bất động sản thương mại, vì nó sẽ bán dự án khu đô thị Châu Đức này với quy mô là phân lô và bán nền. Và cái dự án khu đô thị Châu Đức này á, thì mình thấy là nếu á, mà nó bán được cái 1.000 tỷ này á, thì nó sẽ bút vô các khoản phải thu. Và mình nhìn cái sẽ nhìn cái biểu đồ này trong các quý tiếp theo, thì khi mà mình thấy cái khoản phải thu nè, là cái màu hồng hồng này nè, cái màu hồng hồng này nè, thì ở đây bây giờ nó đang rất là nhỏ. Nhưng mà nếu mà qua các quý sau á, mà cái khoản phải thu này á, nó mà tăng dần, nó mà nở rộng ra, thì các bạn sẽ biết được rằng á, là bông hoa này nó đang nở. Và khi mà bạn bán một phần, xin lỗi, không phải bán một phần, mà khi mà bạn bán đất cho người ta và đang trong quá trình mà hoàn thiện sổ sách, hoàn thiện pháp lý, thì bạn sẽ trả theo tiến độ của dự án. Và khi mà trả theo tiến độ của dự án thì nó sẽ bút vô doanh thu, và nó sẽ hình thành dưới dạng là các khoản phải thu. Và nếu mà trong các quý tới bạn thấy cái cục mà các khoản phải thu này mà nó nở dần dần ra, thì bạn biết rằng là cái bông hoa này nó đang nở. Thì tiếp đến là mình sẽ phân tích đến là cái tài sản cố định của nó, coi là nó gồm những gì. Thì theo như mà mình thấy á, thì nó cũng chẳng có gì thay đổi so với các video trước mình phân tích. Có một điều mà mình không thích lắm đối với công ty này, đó chính là cái tài sản cố định hữu hình khác của nó. Tài sản cố định hữu hình khác là cái gì thì nó không nói. Bởi vì cái tài sản cố định hữu hình này mình thấy là nó chiếm rất là nhiều trong cái tài sản cố định hữu hình này ha, mà mình chả biết được là nó là cái gì, và nó có một cái mức độ mà tăng nó cũng kinh khủng. Tháng 1 năm 2022 á thì nó có 400 triệu thôi, mà bây giờ nó tăng lên 200 tỷ các bạn à. Chắc có lẽ theo mình suy nghĩ á, là tháng 6 năm nay thì nó sẽ kiểm đếm các tài sản, bao gồm là hàng tồn kho, bao gồm là đất nền, bao gồm là khu dân cư, và
các bất động sản, các nhà xưởng, khu công nghiệp. Và khi đó đó thì nó mới biết được là cái cục tài sản cố định hữu hình khác này nè, nó là cái gì. Và sau đó nó mới đưa vào là cái nhà cửa kiến trúc hoặc là máy móc thiết bị, phương tiện vận tải. Nói chung á là đến tháng 6 năm nay, khi mà ra báo cáo tài chính của quý 2 rồi á, thì mình sẽ biết được cái cục tài sản cố định hữu hình khác này là cái gì. Và đúng luôn á là khi mà bạn đầu tư á, thì khi mà nó mập mờ như vậy á, thì cái giá cổ phiếu của nó mới mập mờ là 29-30. Còn nếu mà khi mà nó kiểm đến rồi, khi mà cái tài sản cố định hữu hình khác này nó đã lộ diện rồi, gọi là chân nhân bất lộ tướng á, mà khi mà chân nhân đã lộ tướng rồi thì chắc chắn luôn là sẽ không còn cái giá mà 29-30 này nữa ha. Một cái nữa là bất động sản đầu tư, thì hồi nãy trên biểu đồ á mình có nói với các bạn là cái cục màu tím này là bất động sản đầu tư nè, thì quý này nó tăng lên rất là nhiều luôn ha. Thì bây giờ mình coi coi là cái bất động sản đầu tư này là gồm những gì. Thì vô cái cục bất động sản đầu tư thì mình thấy là nó đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng, nhà xưởng ha. Cái chính của nó là đầu tư vào cơ sở hạ tầng và nhà xưởng, đó là bất động sản khu công nghiệp. Và chắc có lẽ là bất động sản đầu tư này á, nó cũng tính, nếu mà hoàn thành xong rồi á, thì nó cũng sẽ tính vô cái tài sản cố định hữu hình khác này. Và cái tài sản cố định hữu hình khác này á, khi mà nó kiểm đếm xong á, thì nó sẽ quăng qua mấy cái nhà cửa kiến trúc máy móc này. Và trong năm vừa rồi thì mình đã làm rất là nhiều video nói về SSC. Và mình có nói á, là khi mà nó đi đền bù đất cho người ta á, là tương đương với giá 1,1 triệu đồng trên 1 mét vuông. Tại vì sao? Tại vì á, giải phóng mặt bằng á, nó đền bù á, là khoảng 122 hectare với kinh phí á, là 1.349 tỷ. Thì nếu mà vậy chia ra là 1 mét vuông của nó là 1,1 triệu trên 1 mét. Nhưng mà cái giá cổ phiếu hiện tại á, thì bạn mua cái cổ phiếu của nó với cái giá đất á, là khoảng có hình như bữa tính là 300 đến 500 ngàn trên 1 mét vuông thôi. Thì bạn sẽ thấy là mình sẽ lời, ít nhất là mình cũng lời được gấp đôi so với cái thời điểm mà nó đi đền bù đất cho người ta. Ở đây cái nguồn là BVCS ước tính ha. Rồi cuối cùng á, thì nếu mà nó thanh lý hết cái hàng tồn kho này, nó bán hết cái hàng tồn kho này, thì cái doanh thu và lợi nhuận của nó được cộng thêm bao nhiêu? Thì ở đây hàng tồn kho của nó ước tính là 1.300 tỷ. Thì mình chỉ cần lấy là doanh thu của nó ước tính là nó thu về từ cái việc mà bán cái khu dân cư Hữu Phước này, khu đô thị Châu Đức và khu đô thị Hữu Phước này, thì nó sẽ thu về là 1.300 tỷ. Mình cho là cái tiền mà nó thu về sau khi trừ hết các chi phí là nó khoảng là 10% của 1.300 tỷ, là khoảng 130 tỷ. 130 tỷ này mà bạn chia với cái số lượng cổ phiếu đang niêm yết á, là khoảng 100 triệu cổ phiếu á, nó cộng thêm được là 1.300 trên một cổ phiếu. Và cái EPS hiện tại của nó khoảng 2.000 thì bạn cộng thêm 1.000 nữa là nó lên là 3.000 EPS dự phóng tương lai của nó là 3.000 một cổ phiếu. Bạn nhân với cái PE mà trung bình trong vòng 4 năm vừa qua nó tầm khoảng 13.3, bạn nhân 13 thì ước tính sơ sơ á, là nếu mà tính về cái cộng thêm cái hàng tồn kho của nó hiện tại thôi á, thì giá cổ phiếu của nó cũng tầm 39.000 trên một cổ phiếu. Và mình nghĩ rằng á, là cái dư địa của SSC nó không chỉ dừng lại cái giá là 39.000. Khi mà tất cả mọi thứ đều rõ ràng á, thì mình nghĩ rằng á, là nó không còn cái giá là 39.000 trên một cổ phiếu. Và cái giá hiện tại của SSC, đối với quan điểm của mình, thì mình thấy là nó còn dư địa để tăng rất nhiều. Và mình hy vọng rằng cộng đồng của mình sẽ có một số người lên tàu SSC, một số người cầm hàng SSC, đợi ngày bông hoa nó nở và chúng ta cùng nhau chốt lời. Và trên đây là quan điểm của mình. Video này hơi ngắn và cái slide nó cũng hơi sơ sài, nhưng mà mình hy vọng là nó sẽ cung cấp được nhiều kiến thức dành cho các bạn. Và đừng quên là like, share nếu như video của mình có mang lại giá trị gì đó đối với bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào lần sau.